đẹp luôn mong muốn là chúng ta luôn tự tin, xinh đẹp và quyến rũ trong mắt mọi người. Nhưng đôi khi quý vị lo lắng về số đo vòng ngực khiêm tốn khiến cho mình không cảm thấy tự tin một chút nào, thì ngay bây giờ hãy cùng nhìn ngắm ở đây với những chiếc áo ngực cao cấp với thiết kế vô cùng tinh tế đến từ thương hiệu Laurama. Chất liệu cô tông thun phối ren quyến rũ, đồng thời với dây lưng to bản nữa giúp làm thon gọn vùng lưng. Bên cạnh đó là còn nâng đỡ vòng một của chúng ta rất nhẹ nhàng, thoải mái trong suốt cả một ngày dài, từ đó mang đến số đo vòng một quyến rũ hơn, đầy đặn hơn, giúp cho mình tự tin hơn trong mọi hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện. Đã vậy lại còn phối hợp được với rất nhiều trang phục khác nhau, mình có thể thoải mái khi chúng ta mặc ở nhà, bên cạnh ông xã của mình nè, mặc đi học, đi làm, đi dự tiệc, và còn có thể phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau nữa. Nhận tặng thêm 9 món quà tặng rất hấp dẫn chỉ có trong chương trình này mà thôi. Nên ngay bây giờ quý vị đừng chần chừ nữa nha, hãy sở hữu ngay cơ hội mua sắm hấp dẫn với áo ngực thời trang đến từ thương hiệu Laurama. Hùng Yến và Tú Trinh xin được gửi lời chào quý vị khách hàng thân thiết của VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị thân mến, cái đẹp thì lúc nào cũng thu hút ánh nhìn phải không ạ? Chắc chắn là tất cả quý vị đều đồng ý với Hùng Yến vấn đề này rồi. Đúng và vậy. Như thế thì các chị em phụ nữ mình luôn mong muốn là mình tươi tắn hơn, đẹp hơn và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Và ngoài việc là chúng ta đầu tư cho những bộ trang phục bên ngoài, đầu tư cho đôi giày hay là chiếc túi xách của mình, thì cũng đừng quên đó chính là đầu tư ngay vào những bộ trang phục lót của chúng ta các chị em nhé. Và ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ gửi đến cho các chị em mình một sự đầu tư rất là hấp dẫn, vừa mang lại vẻ đẹp cho chúng ta, vừa giúp chúng ta cảm nhận sự tự tin và thoải mái mỗi ngày. Đúng rồi Phụ Miến ạ, và ngay bây giờ quý vị đang cùng nhìn ngắm ở đây đó chính là bộ ba áo ngực thời trang đến từ thương hiệu Laurama. Như tất cả quý vị cũng thấy là với thiết kế rất là tinh tế luôn, chất liệu là thun cô tông với lại phối ren quyến rũ như vậy, giúp cho mình có cảm giác rất phổ biến là không có bị nhàm chán khi mà chúng ta nhìn vào ngay với bộ sưu tập áo ngực này, từ đó mình sẽ tự tin hơn trong nhiều hoàn cảnh mà chúng ta xuất hiện. Chưa kể là mình còn phối hợp được với rất nhiều trang phục khác nhau để có thể làm mới bản thân của mình mỗi ngày, và nhất là cảm giác cực kỳ thoải mái, phải được nhấn mạnh là cực kỳ thoải mái trong suốt cả một ngày dài để mang đến sự tự tin cho mỗi chị em phụ nữ của chúng ta các chị em nha. Nên ngay bây giờ quý vị đã có thể là nhanh chóng sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm ngày hôm nay, và tất nhiên sẽ còn có thêm rất nhiều quà tặng hấp dẫn nữa. Khi quý vị các bạn chúng ta sở hữu sản phẩm chính, chúng ta sẽ có là ba chiếc áo ngực phối ren như thế này, quý vị thấy không ạ? Rất là đẹp mắt, và những đường ren của chúng ta tạo cái cảm giác đa chiều để khi mà quý vị các Đúng bạn rồi. Chúng ta mặc vào mình sẽ thấy là tươi tắn và rạng rỡ hơn nè. Và quà tặng chúng ta sẽ nhận là lên đến 9 món quý vị các bạn nha. Mình sẽ có ngay đó chính là 6 chiếc quần lót luôn. Màu sắc của nó cũng rất là nhẹ nhàng và tươi tắn quý vị các bạn ạ. Và wow. chúng ta còn có thêm là 3 khăn nữa. Cơ hội nhận quà tặng rất là hấp dẫn luôn. Và quý vị các bạn chúng ta sẽ có cơ hội mua sắm về cho cơ thể của mình, cũng như là làm quà tặng cho các chị em phụ nữ mà mình thương yêu, vừa có áo lót nè, vừa có quần lót quà tặng và có thêm khăn nữa quý vị các bạn nha. Hãy chăm sóc ngay những bộ nội y của mình để từ đó là các chị em của mình dù là trong trường hợp nào, lúc nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng luôn rạng rỡ và thực sự tự tin. Chính xác đó Phụ Miến à, và bên cạnh đó lại còn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí luôn. Quý vị hãy cùng nhìn thấy là quà tặng của chúng ta quá là hấp dẫn đúng không ạ? Nhưng mà hãy lưu ý là số lượng quà tặng cực kỳ có hạn và chỉ có trong chương trình này. Một lần mua sắm là mới ngay cả tủ phụ kiện đồ lót dành đến cho chính bản thân của mình. Ngay từ bây giờ quý vị đừng có chần chừ nữa nha, nhanh chóng sở hữu ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping. Chúng tôi sẽ giao trọn bộ sản phẩm này kèm với bộ quà tặng với số lượng có hạn nữa về tận nơi, hoàn toàn miễn phí giao hàng, 63 tỉnh thành trên cả nước chào tất cả quý vị. Các chị em phụ nữ thân mến, đã bao lâu rồi chúng ta chưa đầu tư cho trang phục lót của mình ạ? À? Đôi khi chúng ta nhìn thấy những chiếc áo đã cũ kỹ rồi, chất liệu không còn co giãn và đàn hồi tốt nữa, mà khác khi mình mặc vào trong cơ thể chuyển động cả một ngày, nó để lại những đường hằn ngấn trên cơ thể khiến chúng ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến cho các chị em mình một giải pháp nha, không chỉ là mang đến vẻ đẹp, sự tự tin, nâng niu vòng một của chúng ta, mà còn giúp chúng ta có thể là chuyển động thoải mái mỗi ngày. Và bên cạnh đó là mình nhận thấy được luôn là số đo vòng một của mình cũng được trở nên quyến rũ và đầy đặn hơn đó Phụ Miến. Và cảm giác của Trinh khi mà sử dụng ngay dòng sản phẩm là áo ngực của thương hiệu Laurama, đó chính là cực kỳ thoải mái nha quý vị. Cái phần bản lưng vừa dài vừa dày dặn nè, giúp cho mình là ôm gọn đi cái phần mở thừa hai bên lườn, và lại còn nâng đỡ vòng một của mình rất là nhẹ nhàng, không có gọng, nhưng mà phần mức độ nó bên trong vẫn phù hợp với lại số đo cơ thể của chúng ta luôn, và đặc biệt là phù hợp tại khí hậu Việt Nam của mình. Đừng quên là trong chương trình này còn được nhận tặng thêm 9 quà tặng hấp dẫn, hãy nhanh chóng sở hữu ngay cùng VTV Hyundai Home Shopping.
Nếu bạn đang lo lắng về vấn đề mở thưa cũng như là vòng một khiêm tốn, hãy lựa chọn ngay áo ngực Laura Mars, dây lưng bản to làm thon gọn cho vùng lưng của mình, áo có mút lót dày nữa, tăng kích thước cho vòng một của chúng ta, chất liệu cô tông thun phối rèn quyến rũ, không có gọng, không gây hằn nhấn cho cơ thể, mặc vô cùng thoải mái, không gây áp lực lên vai, không gây đau vai hay là khó chịu phần lưng của mình. Và khi chúng ta đã sở hữu được bộ ba áo ngực của thương hiệu Laura Mars rồi thì mình sẽ an tâm với bộ sản phẩm có màu sắc trang nhã, mình có thể phối hợp được với mọi loại trang phục khác nhau, từ áo thun, áo sơ mi và cả đầm ôm quyến rũ hở trọn phần vai của mình, phù hợp cho các bạn gái trẻ lẫn cả phụ nữ trung niên, mặc thoải mái mỗi ngày luôn, quyến rũ suốt một ngày dài mà vẫn thoải mái và dễ chịu. Laura Mars, áo ngực thân thiết của mọi chị em. Và khi các chị em gọi điện thoại đặt hàng thì chúng ta có thể là dễ dàng lựa chọn size các chị em nha. Các chị em nào có phần vòng chân ngực từ 70 cho đến là 85 cm và vòng ngang đỉnh ngực của chúng ta khoảng từ 82 đến 95 cm thì mình có thể là lựa chọn size A80 hay còn gọi là size A34 nha các chị em nha. Hoặc là chúng ta lớn hơn cái kích cỡ vùng ngực của mình một chút xíu nè, vòng chân ngực từ 86 đến 95 cm, vòng ngang đỉnh ngực từ 96 đến 110 cm thì chúng ta có thể lựa chọn size là A85 hay còn gọi là A36 các chị em nha. Hãy đo chính xác và gọi đến tổng đài để được tư vấn về size. Sở hữu ngay bộ ba áo ngực đến từ thương hiệu Laura Mars, bao gồm 3 màu cho quý vị lựa chọn: màu kem, màu đen và màu xanh dương nổi bật. Giá cũ là 599.000 đồng, nay giá mới cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 549.000 đồng mà thôi. Nhận tặng thêm bộ 6 quần lót và thêm 3 khăn tiện lợi nữa. Nhanh chóng đặt hàng ngay. Quý vị thân mến, những hình ảnh vừa rồi mà chúng ta vừa theo dõi chắc hẳn cũng rất là quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của mình. Bởi vì như Phụng Biến chia sẻ đó nha, đối với mỗi chị em phụ nữ của chúng ta thì ngoài trang phục ở bên ngoài thì những trang phục lót ở bên trong đóng vai trò cũng vô cùng quan trọng. Có khi nào quý vị cảm thấy là mình khó chịu bởi vì những trang phục lót của mình đã bị cũ dần theo thời gian, bên cạnh đó là không có những họa tiết đẹp mắt nữa, khiến cho mình cảm thấy rất là nhàm chán khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày, hoặc là bên cạnh đó mình không tự tin về số đo vòng một của mình, thì ngay bây giờ quý vị đừng có bỏ qua cơ hội này nha. Khi chúng ta có cơ hội sở hữu ngay bộ ba áo ngực thời trang đến từ thương hiệu Laura Mars với 3 màu sắc cơ bản luôn, màu kem, màu đen và cả màu xanh dương nữa, thiết kế đẹp mắt như vậy giúp cho mình có thể tự tin chúng ta sử dụng mỗi ngày. Và Phụ Miến có biết không, cảm giác của Trinh bây giờ nha là khi mặc vào đã cảm thấy là cực kỳ thoải mái luôn đó. Phụ Miến nhìn thấy cái phần bản rang nó rất là nổi bật luôn đó Trinh nè. Nó không chỉ là thiết kế là dành cho việc co giãn cho chiếc áo lót của mình đâu, mà còn cái tạo điểm nhấn lên trên chiếc áo của chúng ta nữa quý vị các bạn nha. Khi mà màu đen đi với sắc đồng thì quý vị sẽ nhìn thấy sự sang trọng, sự trang nhã ở trong đó quý vị ạ. Khi mà mình mặc những chiếc váy đi tiệc sắc đen chẳng hạn thì mình có thể kết hợp chung với chiếc áo lót này quý vị ạ. Còn với màu xanh thì nhẹ nhàng như thế này giúp chúng ta tạo cái cảm giác là trẻ trung hơn đó Tú Trinh à. Còn với màu da thì như thế nào? Khi quý vị các bạn chúng ta lựa chọn những cái chiếc áo lót màu da đó thì mình mặc nó dễ dàng trong những cái chiếc đầm sáng màu nè, hay là mặc với áo dài chẳng hạn. Nhiều các chị em phụ nữ sau sinh chúng ta rất là lo ngại về phần mở thừa ở bên hông như thế này thì với chiếc áo lót của chúng ta nó sẽ gom gọn vào quý vị nha, và nâng đỡ cho phần ngực của mình cùng với những cái đường cong tự nhiên quý vị và các bạn à. Nó sẽ đẩy từ dưới lên bên trên, từ bên ngoài vào bên trong như vậy. Đúng và rồi. Khi mà đẩy, nhiều chị em lo ngại là có những cái chiếc áo lót mà nó đẩy hay là nó chật nhiều quá đó Túi Trinh thì đúng cảm rồi. Giác rất là khó chịu. Nhưng mà ở đây với phần bản lớn và co giãn rất là tốt, các chị em mình yên tâm là nó vẫn gom, vẫn đẩy vào nhưng vẫn tạo cái cảm giác thoải mái. Với nhiều như Phụng Yên có thể là đẩy nhẹ như thế này đó, nó co giãn, nó đàn hồi, nó thoải mái các chị em nha. Mà mình nhìn thấy hai cái đường sọc ở đây thì hai đường này không phải là hai đường gọng, chỉ là hai đường nẹp vải thôi, cho nên là khi mà chúng ta mặc vào nó ôm gọn trong cơ thể của mình, không để lại cái cảm giác là ngấn khó chịu của những cái đường gọng quá cứng đâu các chị em à. Chính xác đó Phụ Miến ơi, Phụ Miến có biết rằng là với thiết kế mà bản to như vậy đó thì không chỉ là những chị em phụ nữ như là Trinh và Yến thích sử dụng đâu nha, mà cả những chị em phụ nữ lứa tuổi trung niên nào, ngay cả phụ nữ mang thai nữa, chúng ta cũng là thích thì mình sử dụng luôn. Hãy cùng quan sát kỹ hơn một lần nữa các chị em à, bởi vì không chỉ là nâng đỡ vòng một của chúng ta từ dưới lên đâu, mà đặc biệt là quý vị cùng quan sát đó chính là phần bên hông như thế này. Với độ dày của phần bản hông là khoảng là 10 cm như vậy thì nó sẽ ôm gọn lấy cái phần mỡ thừa ở hai bên hông, hai bên lườn của mình luôn. Đôi khi là chúng ta chưa kịp giảm cân sau khi mình sanh em bé xong nè, mình lớn tuổi rồi, vòng một của mình nó không còn được săn chắc như trước đây nữa và cái phần mỡ thừa hai bên cũng bắt đầu nhiều hơn, thì với thiết kế của phần bản hông như thế này nè, nó sẽ ôm gọn lại. Từ đó khi mà chúng ta mặc những chiếc áo thun ôm nó Phụ Miến, nó sẽ không có bị để lộ ra những cái đường mỡ thừa nè, và không có để lại vết hằn ngấn trên cơ thể của mình nữa. Bên
bên cạnh đó thì ngay cả phần vai của mình cũng không có bị đỏ hay là bị đau khó chịu đâu, bởi vì thiết kế của phần vai rất là nhẹ nhàng luôn ạ. Khi mà chúng ta quan sát kỹ hơn là chất liệu thun cô tông mà lại còn phối thêm ren như thế này đây. Bao giờ cũng vậy, ren luôn là những điểm nhấn khiến cho chị em của mình cảm thấy quyến rũ hơn, đẹp mắt hơn và không nhàm chán khi mà chúng ta nhìn vào. Và ngay cả thiết kế phần vai như thế này rất là êm ái luôn, cho nên là Phụ Miến thấy không, Trinh có thể là kéo lên như thế này nè, sau đó thì mình có thể chúng ta nhẹ nhàng để xuống cho cái phần vai của mình luôn, vẫn không có bị hằn ngấn và khó chịu. Và ngay bây giờ Trinh cũng chính là người trải nghiệm ngay những chiếc áo ngực của thương hiệu Laurama, và thưa quý vị, cảm thấy rất là thoải mái nha. Điều đầu tiên là mình cảm thấy thoải mái trước đã, sau đó thì mình sẽ cảm thấy là tự tin hơn rất là nhiều. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta có thể là tinh tế một chút, mình phối hợp, mình thay đổi với lại là những trang phục khác, thì mình cũng có thể là có ngay cả một bộ trang phục giúp cho mình là tự tin khi mà chúng ta đi tiệc nè, hay là cả khi mà chúng ta hẹn hò cũng rất là hấp dẫn luôn đấy ạ. Khi mà chúng ta có thể là phối hợp ngay cùng với lại một chiếc áo cúp ngực hoặc là áo ống ngang như thế này, sau đó là mình để hở cái phần vai của chúng ta ra. Quý vị lo lắng rằng là những chiếc áo ngực trước đây của mình cái phần dây không đủ đẹp, thì bây giờ quý vị không cần phải lo như vậy nữa nha. Không hề đó chính là bị phô, cũng như là không khiến cho mình cảm thấy là mất tự tin nữa, mà ngược lại, áo ngực Laurama giúp cho mình cảm thấy tự tin hơn, quyến rũ hơn, và nhất là mình có thể phối hợp được với rất nhiều trang phục khác nhau. Ngay bây giờ Trinh như vậy, và còn quý vị thì sao đây? À, khi mà Phụ Miến nhìn vào thì không nghĩ là túi Trinh đang có một cái phần dây áo lót ở bên ngoài đâu. Nó có thể là phối hợp với lại chiếc váy rất là ấn tượng quý vị các bạn nha. Và nhắc đến cái chi tiết ren á, thì nhiều chị em phụ nữ rất là thích mặc những chiếc áo có chi tiết ren, nhưng mà cái ren nó lại là cái thứ mà nó hư đầu tiên khi mà chúng ta mua những chiếc áo lót. Vì vậy khi mà quý vị mua sắm, chúng ta lựa chọn thì mình phải kiểm tra là cái đường ren của mình nó co giãn có tốt, đồng bộ với chiếc áo hay không quý vị nha. Ở đây khi mà Phụ Miến chạm vào phần ren này đó, thì Phụ Miến thấy á, là nó sẽ mảnh nhẹ vừa thôi để ôm vào cơ thể của mình và tạo cái đường cong, nhưng mà nó cũng có một cái độ dai và độ đàn hồi rất là tốt đó, ở cả hai chiều như thế này quý vị và các bạn nha. Rồi thêm chiều này nữa, và chúng ta sẽ nhìn thấy là cái chất liệu ren của chúng ta tuy là mảnh nhẹ như vậy nhưng mà đàn hồi tốt, giúp mình có thể là sử dụng lâu dài. Và quý vị có thể là nhìn thấy cái ánh ren nó sẽ không là dệt đồng bộ đâu, mà sẽ có là cái điểm sáng, điểm tối, cũng như là những cái điểm chìm, điểm nổi, để giúp là khi mặc vào mình nhìn thấy là nó sẽ đẹp và ấn tượng hơn. Mặt khác là cái phần lưới ở bên dưới khi mà chúng ta mặc nha, các chị em mình có thể là đó, thấy nó kéo như thế này, tôi Trinh thấy như thế nào nè, Phụ Miến dùng một cái lực rất là mạnh luôn và khéo khi mà chúng ta mở ra đó, co giãn đàn hồi rất là tốt các chị em mà. Và chúng ta yên tâm là mình mặc cảm giác thoải mái, dễ chịu các chị em nha. Và ngay cả là phần lót ở bên dưới nữa, cái phần lót này các chị em mình có thể là nhìn thấy nó sẽ có một cái lớp cô tông đệm vào nhẹ nhàng, để chúng ta có thể là mặc vào cảm thấy rất là thoải mái, dễ chịu, không có bị bứt tách, cũng như là không có bị đó là cảm giác bí mồ hôi ở bên trong đây các chị em à. Và với cái phần mút đó thì các chị em mình sẽ nhìn thấy là cái độ đàn hồi của nó vừa phải như thế, dễ chịu cho cơ thể của chúng ta khi mà mặc vào nhé. Và cái phần cúp cong của nó cũng vừa ôm gọn vào trong phần cơ thể của chúng ta luôn các chị em à. Và phần dây áo của chúng ta như thế nào nè, ở bên trong cũng sẽ có thêm là một lớp lưới nữa, ở bên ngoài là lớp ren, cảm giác rất là dễ chịu khi mà mặc chiếc áo này cả ngày đó trên nè. Đúng rồi, và khi mà Phụ Miến đã phân tích kỹ hết về mọi chi tiết của chiếc áo ngực Laurama này, thì một lần nữa Trinh xin được mời tất cả chị em của chúng ta sẽ cùng điểm lại những điểm không phải nói là cực kỳ nổi bật mà mình sẽ cảm nhận được ngay khi mà chúng ta sử dụng những chiếc áo ngực Laurama mỗi ngày. Quý vị sẽ không còn phải lo những cái vết hằn ngấn gây đỏ trên làn da của mình, nhất là ở cả phần hông của chúng ta và cả phần vai đâu, không cần lo nữa. Không lo phải lộ mỡ thừa luôn, mình có tăng cân một chút, mình có lớn tuổi một chút, mình vừa sanh em bé xong cũng không cần phải lo lắng nữa nha. Không gây đau vai và không gây đau lưng trong suốt cả một ngày dài khi mà chúng ta sử dụng, đặc biệt là mình không còn thiếu tự tin nữa đâu. Bởi vì sao? Khi mà mình đã có được một vòng một đầy đặn hơn, quyến rũ hơn, và mình có thể tự tin phối hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, thì tất nhiên mình sẽ không còn thiếu tự tin nữa rồi. Vậy thì với những ưu điểm này, tại sao quý vị lại còn chần chừ khi mà chúng ta không sở hữu ngay những chiếc áo ngực đến từ thương hiệu Laurama? Chưa hết đâu quý vị à, mức giá chúng tôi gửi đến cho đến là 3 chiếc áo chất lượng như thế này chính hãng của Laurama còn là một mức giá rất là ưu đãi quý vị nha. Và mua sắm với VTV Hyundai Home Shopping thì lúc nào cũng có quà tặng ưu đãi cả. Và ngày hôm nay thì mình mua áo lót, mình có thêm là chiếc quần lót các chị em nhé. Và mình sẽ nhìn ngắm ngay đó chính là 6 chiếc quần lót quà tặng đây. Màu sắc thì chúng tôi sẽ gửi ngẫu nhiên cho quý vị các bạn, nhưng mà mình nhìn thấy đó,
những cái màu sắc nhẹ nhàng, tươi tắn để chúng ta có thể là dễ dàng phối với trang phục nè. Và đồng thời là nó cũng có thêm là điểm ren nữa các chị em nhé. Điểm ren cho phần đùi của chúng ta như thế này để làm cho chúng ta có cảm giác là phần chân của mình sẽ dài hơn nè. Đồng thời là nó sẽ bo, sẽ ôm gọn rất là tốt và không để lại những cái đường hằn ngấn ở trên cơ thể của chúng ta. Co giãn cũng cực kỳ tốt luôn các chị em mà. Quà tặng nhưng tất nhiên là phải gửi đến quà tặng chất lượng cho các chị em mình rồi đúng không nào? Và chúng ta có đến không phải là một quần, hai quần đâu mà có đến tổng cộng là 6 chiếc quần co giãn tốt, ôm gọn vào trong cơ thể, thấm hút mồ hôi và mặc rất là thời trang. Và bên cạnh 6 chiếc quần lót free size ai cũng có thể mặc được như thế này với màu sắc ngẫu nhiên, còn có thêm là một bộ với 3 khăn cao cấp nữa. Chúng tôi dành tặng hết 9 quà tặng này khi mà quý vị chúng ta có thể là sở hữu ngay trong chương trình ngày hôm nay với bộ 3 chiếc khăn rất là tiện lợi chúng ta sử dụng hàng ngày luôn ạ. Mà lại còn được giao về tận nhà cho mình nữa, miễn phí giao hàng 63 tỉnh thành trên cả nước luôn. Cho nên là chúng ta đừng chần chừ nữa ạ. Chần chừ nữa mình sẽ bỏ qua cơ hội mua sắm hấp dẫn như vậy. Gọi điện thoại ngay bây giờ để chúng tôi giao về tận nơi miễn phí trên toàn quốc. Bạn đang lo ngại về vấn đề mở thưa cũng như là vòng một hơi khiêm tốn một chút xíu, đừng lo, hãy lựa chọn ngay áo ngực Laurama, dây lưng to bản làm thon gọn cho vùng lưng của mình, áo có bút lót dày tăng kích thước cho vòng một của chúng ta, chất liệu cô tông thun phối ren quyến rũ, không gọn, không gây hằn ngấn, vô cùng thoải mái khi mặc, không gây áp lực lên cho phần vai đâu, không gây đau vai hay là khó chịu phần lưng của mình, thoải mái dễ chịu chuyển động cả một ngày dài. Và với bộ ba áo ngực của thương hiệu Laurama có màu sắc trang nhã, mình có thể phối hợp được với mọi loại trang phục khác nhau mặc hàng ngày, từ áo thun đến áo sơ mi và cả đầm ôm quyến rũ, phù hợp với các bạn gái trẻ lẫn phụ nữ trung niên và cả những em phụ nữ mang thai nữa chứ. Quyến rũ suốt một ngày dài mà vẫn thoải mái, dễ chịu. Và chúng ta có thể là dễ dàng lựa chọn size phù hợp với kích cỡ cơ thể của mình bằng cách là quý vị hãy đo phần chân ngực cũng như là vòng ngang đỉnh ngực của mình rồi báo số đó cho tổng đài của chúng tôi quý vị nha. Mình có thể dễ dàng lựa chọn size A34 hoặc là A36 và size đó sẽ được giao đến đúng tận nhà, đúng địa chỉ quý vị đã yêu cầu. Sở hữu ngay bộ ba áo ngực đến từ thương hiệu Laurama, bao gồm 3 màu cho quý vị lựa chọn, màu kem, màu đen và màu xanh dương nổi bật. Giá cũ là 599.000 đồng, nay giá mới cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 549.000 đồng mà thôi. Nhận tặng thêm bộ 6 quần lót và thêm 3 khăn tiện lợi nữa. Nhanh chóng đặt hàng ngay. Đến từ thương hiệu Laurama, bao gồm 3 màu cho quý vị lựa chọn, màu kem, màu đen và màu xanh dương nổi bật. Giá cũ là 599.000 đồng, nay giá mới cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 549.000 đồng mà thôi. Nhận tặng thêm bộ 6 quần lót và thêm 3 khăn tiện lợi nữa. Nhanh chóng đặt hàng ngay. Quý vị thân mến, Phục Yến nghĩ là các chị em phụ nữ của mình nên ngay bây giờ đó mình nhìn vào cái tủ trang phục phụ kiện nào, rồi quần áo của chúng ta và mình nhìn xem là những cái chiếc áo lót của mình đang ở trong cái tình trạng như thế nào ạ. Nhiều khi là mình quá bận rộn và đã rất là lâu rồi mình chưa thay đổi những cái chiếc áo lót mới, mặc vào cái cảm giác là nhiều áo nó đã bị giãn rồi Tú Trinh nè. Khó khăn khi mà nâng đỡ cái cơ thể của mình, rồi có những cái phần gọng nó gây hằn ngấn ở trên cơ thể của chúng ta nữa quý vị và các bạn nha. Nhưng mà ngày hôm nay mình đã có thể là thay đổi rồi. Ở đây thì mình có cái sắc kem như thế này, ở bên cạnh thì Phục Yến cầm thêm
thêm đó là màu xanh. Hai màu nhạt này quý vị các bạn chúng ta sẽ rất là dễ phối trang phục. Với sắc kem này thì quý vị các bạn chúng ta sẽ nhìn là nó đồng bộ cả phần thun cũng như là phần ren của mình quý vị nhé. Và cái đường mũi tên này quý vị các bạn chúng ta hình dung là phần vòng một của chúng ta sẽ được đẩy gọn ở bên dưới lên bên trên. Ở phía bên dưới này thì cái phần mút nó sẽ dày hơn một chút xíu nè, để đẩy cái phần vòng một của chúng ta lên các chị em nha. Và khi mà được đẩy lên như vậy thì nó có ngay cái đường ren giữ lại và tạo cái cảm giác đó là đã một chút xíu kính kính hở hở như thế này, rất là xinh ở trên khu vực vòng một của mình luôn. Còn với phần bản lưng thì sao nào, dày dặn chắc chắn luôn. Và với phần nẹp này thì đây là nẹp vải chứ không phải là phần gọng, cho nên là không có lo ngại mình mặc nó bị ngấn vào trong cơ thể của mình hay là bị cứng khó di chuyển các chị em nha. Nó vẫn rất là uyển chuyển và mềm mại luôn các chị em mà. Ví dụ như là chúng ta có thêm là một cái sắc xanh như thế này đó, cũng biến để vào để quý vị các bạn có thể là so sánh về cái đường ren của nó. Với cái đường ren này thì là dù là mẫu xanh nè hay là mẫu kem hay là mẫu đen thì đều co giãn rất là tốt, và cái đường ren của chúng ta cũng sẽ đó là ẩn hiện đa chiều các chị em nha. Bởi vì nó sẽ có những cái đường chỉ nổi và chìm chứ không phải là chỉ một mặt thôi, cho nên lúc mà mình mặc vào đó mình sẽ cảm thấy hai màu như thế này đều rất là thanh lịch. Còn không biết là màu đen của Tú Trinh đang mặc thì như thế nào đây? Màu đen của Trinh đang sử dụng đó Phụ Miến ơi, thì tất nhiên là sẽ phù hợp được với rất là nhiều trang phục khác nhau rồi. Và bên cạnh đó nữa thì mình lại càng thấy là với cái thiết kế của cái phần vai rất là đẹp và nổi bật như vậy thì mình có thể là chúng ta để hở luôn là cả cái phần dây áo ren ra bên ngoài nữa. Đó, như quý vị thấy là với cái phần thiết kế màu đen nha mà đi kèm với những cái đường ren màu vàng đồng như vậy đây thì nó rất là gợi cảm luôn. Và chúng ta mặc vào nha quý vị, nhìn vào cứ tưởng là có gọng đúng không ạ? Nhưng mà không có gọng đâu ạ. Nhưng mà thiết kế rất là cao cấp và thông minh, giúp cho vòng một của chúng ta vẫn được nâng đỡ từ dưới lên nè, ngăn cái tình trạng là không có còn được săn chắc như trước đây nữa. Đồng thời là còn đẩy cả cái phần mở thừa vào bên ép sát vào hai phần hông luôn, giúp cho cái phần lưng của chúng ta và cái phần hông khi mình mặc những chiếc đầm ôm là áo thun ôm vào cơ thể của mình thì sẽ cảm thấy đó chính là không có bị lộ ra mở thừa, khiến cho mình không có cảm thấy tự tin như trước đây nữa đâu. Còn bây giờ thì Phụ Miến ơi, Trinh muốn đếm những gì mà chúng ta sẽ nhận được ngày hôm nay. Rất là nhiều nha quý vị, chúng ta nhận về tại nhà của mình đó, mình phải đếm đủ với kiểm tra đủ thì khi đó mình mới thanh toán nè. Mình có 1, 2 và 3 chiếc áo ngực Laurama nha, 3 màu khác nhau. Ngoài ra mình sẽ còn có thêm là 1, 2, 3, 4, 5, 6 quần. Đúng rồi, 6 quần lót free size với màu sắc ngẫu nhiên giao về tận nhà. Và cuối cùng chưa hết, mình còn có thêm là 1, 2 và 3 chiếc khăn như thế này nữa. Đó, 9 sản phẩm quà tặng đi kèm với 3 sản phẩm chính. Như vậy là các chị em mình phải thật là nhanh tay để mình nắm bắt cơ hội các chị em nha. Và chúng ta hãy thử nghĩ về các đối tượng mà mình có thể là sử dụng bộ sản phẩm này dễ dàng và thoải mái đi Tú Trinh nè. Phụ Miến nghĩ là các chị em phụ nữ sau sinh á, lo ngại vấn đề mở thừa thì có thể yên tâm sử dụng. Chính xác rồi, và bên cạnh đó thì Trinh nghĩ rằng là đối với những chị em phụ nữ nào mà chúng ta lớn tuổi hoặc là trung niên đó Phụ Miến à, và chúng ta hơi tăng cân một chút xíu cũng không sao hết. Mình vẫn có thể là chúng ta sử dụng ngay như thế này đây, quý vị có thể yên tâm nha. À Phụ Miến ơi, mình sẽ có 3 không. Đầu tiên là không gây hằn nấn trên cơ thể của mình nè, và không lo lộ cái phần mở thừa ở hai bên cơ thể của chúng ta. Và chắc chắn là không đau vai, không đau lưng, bởi vì Trinh đang sử dụng mà Trinh cảm thấy như vậy. Và cuối cùng không hề cảm thấy đó là thiếu tự tin một chút xíu nào các chị em à. Tự tin hơn, rạng rỡ hơn, đẹp mọi lúc mọi nơi, đẹp ở bên ngoài và đẹp cả ở bên trong cùng với bộ sản phẩm ngày hôm nay các chị em nha. Và chúng ta hãy nhìn ngắm cái sản phẩm quà tặng, nhưng mà mình mặc vào người sẽ như thế nào đây. Mình có đến là 6 chiếc quần lót các chị em mà, và màu sắc rất là tươi sáng free size chúng tôi sẽ gửi đến cho các chị em mình. Nhưng mà yên tâm, quà tặng VTV Hyundai gửi đến cũng là quà tặng rất là chất lượng với cái độ co giãn của khung cô tông rất là tốt các chị em nha. Và cái phần bản vừa này nữa kết hợp chung với là những cái đường ren ôm đùi để giúp phần chân của mình sẽ dài hơn. Và bây giờ mình hãy quan sát cái độ co giãn của phần ren đồng bộ chung với phần cô tông. Đây, Phụ Miến kéo ra như thế này. Các chị em nhìn thấy nó có cảm giác là khá mỏng đúng không? Nhưng mà nó có cái độ dai, nó có cái độ đàn hồi đây. Và khung cô tông rất là mát nữa, cho nên là khi mà chúng ta mặc vào trong cơ thể ôm gọn nè, không có bị hằn ngấn, không có bị khó chịu nha. Rất là mát và cảm giác vô cùng dễ chịu. Không những là dễ chịu đâu, mình còn có đến là 6 chiếc quần lót với màu sắc ngẫu nhiên như vậy, mình thay đổi mỗi ngày luôn. Và đôi khi là mình có thể mua về, bởi vì mức giá quá là hấp dẫn đó Phụ Miến ơi, cho nên là chúng ta mua về nhiều bộ đi, rồi mình có thể chia sẻ làm quà tặng. Một quà tặng cho cô bạn thân của mình nè, người bạn đồng nghiệp của mình nè, một quà tặng dành đến cho mẹ của mình, một quà tặng dành đến cho những người bạn của chúng ta và cả những người chị em trong gia đình của mình nữa. Nhưng mà mức giá quý vị thấy là rất là ưu đãi đúng không ạ? Ngay bây giờ đừng chần chừ nữa nha, tổng đài của chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Bộ sản phẩm này đây đã được sẵn sàng giao về tận nhà cho tất cả quý vị.
Mở thừa và vòng ngực khiêm tốn, hãy lựa chọn ngay áo ngực Lorama. Dây lưng to bản làm thon gọn cho vùng lưng, áo có mút lót dày, tăng kích thước cho vòng một, có thông thun phối rèn quyến rũ, không có gọng, không gây hằn nhớn, vô cùng thoải mái khi mặc, không gây áp lực lên trên vai cho nên là không có gây đau vai hay là khó chịu cho phần lưng của mình. Và với bộ ba áo ngực của thương hiệu Lorama có màu sắc trang nhã, mình có thể phối hợp được với mọi loại trang phục khác nhau mặc hàng ngày, từ áo thun đến áo sơ mi và cả đầm ôm quyến rũ, phù hợp với các bạn gái trẻ lẫn phụ nữ trung niên và cả những em phụ nữ mang thai nữa chứ. Quyến rũ suốt một ngày dài mà vẫn thoải mái, dễ chịu. Và ngay bây giờ chúng ta đã có thể đặt hàng rồi các chị em ạ. Hãy đo cái kích cỡ vòng 1 của mình và gọi đến số điện thoại tổng đài đang hiển thị trên màn hình nha. Và chúng tôi sẽ giúp tư vấn cho các chị em mình lựa chọn size A34 hoặc là A36. Và size đúng đó sẽ được giao về đến tận nhà của chúng ta và miễn phí phí vận chuyển. Sở hữu ngay bộ ba áo ngực đến từ thương hiệu Lorama, bao gồm 3 màu cho quý vị lựa chọn: màu kem, màu đen và màu xanh dương nổi bật. Giá cũ là 599.000 đồng, nay giá mới cực kỳ ưu đãi, chỉ còn 549.000 đồng mà thôi. Nhận tặng thêm bộ 6 quần lót và thêm 3 khăn tiện lợi nữa. Nhanh chóng đặt hàng ngay. Số lượng chính quà tặng ưu đãi là có giới hạn các chị em nha. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội của chương trình này để chúng ta lựa chọn sản phẩm chính và nhận thêm 6 quần lót quà tặng. Màu sắc ngẫu nhiên nhưng rất là tươi tắn và trẻ trung. Mặc vào cực kỳ thoải mái với chất liệu cotton tạo dáng thật là tốt cho các chị em mình. Còn phối ren đẹp mắt nữa chứ. Chưa dừng lại ở đó, chúng ta còn có thêm là 3 chiếc khăn quà tặng nữa. Trong bộ sản phẩm chính và quà tặng bao gồm 3 sản phẩm chính, 9 quà tặng sẽ được giao đến tận nhà đúng địa chỉ quý vị và các bạn chúng ta đã yêu cầu. Hãy chăm sóc cho cơ thể của mình ngay bây giờ, đầu tư những bộ trang phục lót thật đẹp mắt, chúng tôi sẽ giao hàng và phục vụ đến tận nơi. Và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay chỉ còn có một vài phút ngắn ngủi nữa mà thôi. Không biết là quý vị đã quyết định lựa chọn hay chưa, nhưng mà riêng bản thân của Trinh và Yến thì đã lựa chọn ngay bộ sản phẩm này rồi. Bởi vì khi mà trải nghiệm thực sự thì cảm thấy rất là yêu thích những chiếc áo ngực của thương hiệu Lorama đó quý vị. Một ngày dài mình thoải mái cử động, mình thoải mái di chuyển, mình phối hợp được với nhiều trang phục khác nhau, mình cảm thấy tự tin hơn trong nhiều hoàn cảnh, và nhất là số lượng sản phẩm mà chúng ta nhận được phải nói rất là nhiều luôn. Ba áo ngực Lorama, ba màu sắc, có thêm 6 chiếc quần lót free size màu sắc ngẫu nhiên giao về tận nhà, và cuối cùng là thêm 3 chiếc khăn nữa. Vậy các chị em nào chúng ta cần sở hữu bộ sản phẩm này đây? Đầu tiên, các chị em phụ nữ lo ngại tăng cân sau khi sinh em bé. Và bên cạnh đó, những chị em phụ nữ mà đang bước vào lứa tuổi trung niên mà chúng ta đã cảm thấy là không tự tin với vòng một của mình nữa. Và với các chị em mà chúng ta đã ở độ tuổi trung niên rồi và cơ thể của chúng ta bắt đầu cảm giác là nặng nề và nhiều phần thịt thừa hơn, chúng ta có thể là dễ dàng sử dụng bộ sản phẩm này. Và bên cạnh đó thì đối với những bạn gái nào mà chúng ta muốn làm mới hơn tủ phụ kiện đồ lót của mình và muốn có ngay những chiếc áo ngực mà thật sự là quyến rũ và thay đổi được trong nhiều hoàn cảnh, thì ngày hôm nay áo ngực Lorama là một sự lựa chọn không thể tuyệt vời hơn. Chưa kể là chúng ta có đến 6 món quà tặng là quần lót, rồi thêm là 3 chiếc khăn nữa, 9 món quà tặng cho mình các chị em mà đã lâu rồi mình chưa chăm sóc lại những cái chiếc áo lót hay là quần lót của mình, thì ngay bây giờ mình mua áo lót được tặng thêm quần lót, đầu tư một lần nhưng mà số lượng sản phẩm lại ngập tràn luôn, và từ đó lúc nào chúng ta cũng cảm thấy tự tin và tươi đẹp đó Trinh ơi. Chính xác đó Phụng Yến, đúng là số lượng sản phẩm ngập tràn là bởi vì có thêm 6 chiếc quần lót free size màu sắc ngẫu nhiên. 6 chiếc quần nghĩa là ngày nào mình cũng có thể thay đổi sử dụng được cả, thêm 3 chiếc khăn nữa. Cho nên là thời gian mua sắm là không còn nhiều, hãy quyết định ngay bây giờ, nói ngay số đo về size chúng tôi quý vị ơi. Và xin chúc các chị em lúc nào cũng sẽ tươi đẹp và rạng rỡ các chị em nha. Và đến đây thì thời gian của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Phụ Miến và Tú Trinh xin cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành. Xin hẹn gặp lại các chị em mình trong những chương trình lần sau. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại www.vinda.vn.